hay là con xin nghỉ hẳn mấy ngày ấy, rồi đi chơi xa xa cho nó thỏa. Éo nhỉ, mẹ đáng yêu thế nhở. Con thấy mẹ làm bà mẹ chồng mà tâm lý nhất con đấy luôn. Yêu mẹ. Tính còn phổi bò như thế này, chắc là sau này thằng Sơn nó có lỗi với con thì con cũng không chấp nó đâu nhỉ. Miễn là nó về với mẹ con mình là được rồi, đúng không? Bà nói thế là ý gì? Mẹ lật hẳn giờ hơi ấy mà, có gì đâu. Con thấy dạo này bà khác lắm đấy nhá. Bà nói với con kiểu này mấy lần rồi ấy. Mẹ giấu con cái gì đúng không? Có gì đâu mà giấu. Mà mẹ giấu con chả giấu được ấy, vì kiểu gì mà con chả biết. À nhờ. Con lạ gì? Này, thế đi ra đầu ngõ đón nó đi, nó đợi. Ra kìa. Thế con đi nhá. Đi. 5 năm rồi, giờ anh ấy mới quay trở về, mình phải để cho anh ấy có thời gian thích nghi chứ, đúng không? Thì biết thế, nhưng người thay đổi biết đâu mà lần. Ý mẹ nói là công việc gì thì công việc, nhưng mẹ với vợ ở đây rồi thì phải ở đây chứ. Mẹ bảo này, nó bảo mua gì thì cứ mua nhá, mà con thích gì thì con cứ lấy, đừng có tiếc tiền. Mà nó có đưa tiền đi, dù nhiều hay ít, con cứ cầm chặt lấy nhá. Đàn bà con gái là phải biết vun vén cho bản thân, nghe chưa? Mà sao bà lại cứ xui con dâu bà, bòn tiền của con trai là nào nhỉ? Con tưởng bà phải xót tiền cho con trai bà chứ. Thì mẹ xót con hơn xót nó. Chẳng uổng công hai mẹ con mình nương tựa vào nhau mẹ nhỉ. Thôi, đi vào mẹ nấu cho cái gì mà ăn rồi đi chơi. Nấu gì mà nấu? Anh ấy bảo là anh đưa con đi ăn cơ mà. Bà, bà thích ăn cái gì? Lúc nào con đi chơi về, con mua mang về cho bà nhá. Không phải lo cho mẹ, cứ đi đi. Mày nhớ mặc cái gì đẹp đẹp vào nhá. Vâng. Đừng, mẹ chóng mặt, đừng con. Mẹ biết à? Sao mẹ lại giấu con? Sao mẹ lại đối xử với con thế này? Kiệt Linh, rõ ràng là các người biết hết rồi. Mẹ con nhà bà lừa đảo rồi. Tôi ngu, tôi dại để tin được người. Con ơi, chồng con rơi xuống biển rồi mất trí nhớ, đến lúc tỉnh dậy thì sự đã rồi. Con, tin bà 5 năm, 5 năm tôi tin bà, tôi tin hai mẹ con nhà bà. Bởi vì sao? Bởi vì các người bịt mắt tôi. Nhưng mà vừa rồi ấy, tôi mới được mở mắt ra. Liên, bà ác lắm. Bà ác lắm. Bà giống như thế mà được à? Liên, em không được nói như thế. Đấy là mẹ anh. Mẹ anh thì làm sao? Thì trước đó qua ai là người nuôi mẹ anh? Ai là người hy sinh cho nhà anh? Thế bây giờ anh hạnh phúc với vợ con anh thì anh về ruộng dậy tổ ơi. Đúng không? Đi, cháu nghe chút đi. Mẹ con sẽ bác cháu ơi, mình đi. Lương!